Thiên Hà Audio là một trong những nhà cung cấp thiết bị âm thanh cao cấp, high-end audio lớn và đẳng cấp nhất tại thủ đô Hà Nội, cũng như trên toàn miền Bắc. Với bề dày kinh nghiệm 15 năm trong lĩnh vực âm thanh, lấy high-end audio làm ngành kinh doanh mũi nhọn, Thiên Hà Audio là đại lý phân phối chính thức của những thương hiệu âm thanh high-end hàng đầu thế giới như Dean Audio, Rido, Tannoy, Acuphase, JBL, Bauer & Winkin, Focal, Pro AC, Magico, Neem, Rotel, Macintosh, mang đến cho người yêu nhạc những dàn máy có đẳng cấp và chất lượng trình diễn ở tầm tham chiếu. Không chỉ nghe hay, bày đẹp mà còn là giá cả vô cùng cạnh tranh, đi kèm là dịch vụ hỗ trợ tận tình, chu đáo từ cửa hàng đến tận phòng nghe của khách hàng bởi đội ngũ chuyên viên âm thanh dày dặn kinh nghiệm và có nền tảng kiến thức chuyên sâu. Với người yêu nhạc Việt Nam, các dòng âm ly Nhật luôn là biểu tượng của sự xa xỉ và tinh tế trong thưởng thức âm nhạc, và đỉnh cao là âm ly Acuphase với các dòng âm ly Class A chứa danh của hãng như E800, E650, Class AB với E480, đặc trưng bởi chất âm ngọt ngào và vô cùng lôi cuốn. Ở một trường phái hoàn toàn khác là dòng âm ly hầm hố, đầy sức mạnh của gã khổng lồ xanh Macintosh, với những cái tên đình đám như MA12000, MA9000, MA8009, MA352, sở hữu sức mạnh khuếch đại khủng khiếp, khả năng chế ngự loa tuyệt vời, âm thanh vô cùng chính xác, là đối tác lý tưởng của những đôi loa high-end cỡ lớn, vốn rất nặng kéo và khó tính. Ở mảng loa, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy ở Thiên Hà Audio những đôi loa high-end lừng danh như Confident 60, Confident 50, Confident 30, Contour của Dean Audio. Tất cả đều được chế tác thủ công ngay tại Đan Mạch bằng chính bàn tay của những người thợ thủ công lành nghề nhất vùng Scandinavia. Với nền tảng vật liệu và linh kiện thượng hạng, cùng những công nghệ loa hàng đầu thế giới, tạo ra chất âm high-end vô cùng đặc biệt, mạnh mẽ nhưng vô cùng thanh thoát và tinh tế, điều mà chúng ta không thể tìm thấy ở bất cứ dòng loa nào khác. Bên cạnh đó, không thể không kể đến những mẫu loa huyền thoại của làng high-end thế giới đến từ Tannoy, Anh Quốc như Canterbury GR, Kensington GR, Thornbury GR, với danh tiếng và đẳng cấp đã trở thành một phần của ngành công nghiệp giải trí. Hãng sản xuất loa số 1 thế giới Bauer & Winkin mà chúng ta vẫn quen gọi là BVK cũng góp mặt đầy đủ ở Thiên Hà Audio. Từ những đôi loa high-end tham chiếu thuộc dòng đầu bảng 800 Diamond Series D3 cho đến những mẫu loa high-end tầm trung thuộc 600 Series S2 và 700 Series có mức giá nhẹ nhàng và dễ tiếp cận hơn. Những người đam mê hoài cổ cũng hẳn sẽ rất hài lòng khi có thể chọn cho riêng mình một đôi loa high-end cổ điển, được xưng tụng như huyền thoại sống của giới high-end như JBL L100 Classic, JBL 4312 SE hay S4007. Kính mời quý audiophile đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm ở Thiên Hà Audio, chọn cho riêng mình những dàn máy high-end đẳng cấp, làm bừng sáng không gian giải trí tại gia bằng âm nhạc tinh tế, đầy mê hoặc.